Hello, chào mừng các bạn đã đến với di động Nhật Nam nhé. Thì à, hôm nay mình sẽ cập nhật review một số cái sản phẩm iPhone đang còn đây để bán cho bạn để mua trong uh, sử dụng trong dịp Tết này nhé. Thì à, hôm nay thì nó cũng gần Tết rồi nên các bạn cũng uh, cố gắng mình tranh thủ đặt hàng sớm để kịp ship hàng cuối năm hàng hóa nó ship uh, hơi chậm thì uh, mong các bạn uh, thông cảm chờ đợi giúp Nhật Nam nhé và chúng ta cố gắng nhanh gọn lẹ để uh, sắm cho mình những chiếc máy xịn sò nhất bằng cách là xem hết video clip rồi lựa cái sản phẩm nào các bạn muốn mua thì liên hệ đến Di động Nhật Nam để đặt cọc mua hàng. Bên mình bán theo phương thức 4.0, chỉ có quay clip review trên đây là bán chứ không có chụp ảnh qua Zalo các thứ nữa. Mong các bạn thông cảm về sự bất tiện này. Và cái chế độ của chế độ bảo hành của Di động Nhật Nam thì uh, thật sự là làm cho khách hàng yên tâm và hài lòng bởi vì cái chế độ bảo hành của bên mình là chỉ đổi chứ không sửa. Có nghĩa là sản phẩm mua được của bên mình nếu chẳng may gặp phải lỗi thì các bạn được đổi lại một sản phẩm tương đương chứ không có sửa chữa lại các bạn yên tâm nhé và thời hạn bảo hành là 6 tháng có nghĩa là 6 tháng một đổi một còn cái sản phẩm bán ra thì cam kết là menzin zin zin máy không bị sửa đối với dòng android hai sim thì cam kết chỉ bán máy chính hãng hai sim không bán máy sách tay đối với cái dòng iphone thì chỉ bán máy chuẩn quốc tế không bán máy lốc không bán máy bay bát không bán máy sửa chữa tất cả sản phẩm như là iPhone này thì sẽ cam kết là máy quốc tế đến chọn đời máy cho các bạn luôn nếu như chẳng may trong suốt quá trình sử dụng mà các bạn phát hiện đây là một chiếc máy lốc thì bất cứ thời điểm nào các bạn còn giấy bảo hành có in email thì các bạn vẫn có thể đổi được một sản phẩm khác các bạn nhé và những khách hàng mua online thì cứ yên tâm bên mình có ship code trên toàn quốc và hàng đến là được kiểm tra hàng tuy nhiên đây là hàng giá trị cao và trượt giá cũng như là tránh bom hàng thì bên số di động nhà nam luôn thì nhận cọc trước thì mới chốt đơn hàng tiền cọc thì không nhiều chỉ từ 1 đến 500 trăm nghìn để đảm bảo rằng các bạn là những người thật sự muốn mua hàng và đảm bảo cho cái phần tiền phí của di động nhà nam tiền phí và công cán đóng gói. chứ còn nếu không cọc thì người ta bom mình sẽ mất tiền phí mất công cán đóng gói mất cả những cái nguyên liệu đóng gói như là hộp xốp và băng keo các thứ đấy các bạn thấy những cái đó là cũng tiền và in ấn phiếu giấy bảo hành nên là cái việc đặt cọc là hết sức là chính đáng các bạn nhé. đặt cọc thì đâu có mất đâu đặt cọc được trừ luôn vào tiền máy Trừ khi các bạn là người bom thật sự thì các bạn phải mất cọc thôi Rồi và bây giờ sẽ review Đầu tiên là Cái sản phẩm 6S thì các bạn cũng biết là hôm nọ mình có về một Phải nói là một đống luôn 6S mới 128GB một đống luôn Có đủ bốn màu cho bạn mua nhưng ngày hôm nay thì Mình bán nói thật chỉ Đúng hai ngày Đúng hai ngày hết sạch Bây giờ chỉ còn là 2, 4, 6 cái máy Màu hồng là 128GB Cái sản phẩm này là nó mới nên nó rất là chất và mới nguyên có nhiều bạn hỏi thì cái này thì pin đã dùng chưa thì mình xin thưa các bạn rằng là máy này là một con máy mới từ A đến Z mới từ A đến Z tức là mới xuất xưởng của trong hãng ra họ tồn kho ở trong kho hãng bây giờ họ mới đưa ra họ bán và chưa sạc lần nào có những cái thì về bên mình là thấy hết pin rồi chỉ cắm sạc lên là mới tính là sạc một lần cho nên nó sẽ từ không đến một lần luôn nhá đấy từ sạc một lần thôi nên các bạn cứ yên tâm rằng là đảm bảo mới 100% cam kết đây là hàng nguyên zin chuẩn quốc tế cái 6S này hôm nay chỉ còn màu hồng và mới ai kết thì nhanh tay mua cho mình một con rất đáng để các bạn mua sưu tầm sưu tầm và xài bởi vì dòng này thì đến bây giờ thì khi mà cập nhật lên iOS 15.7 thì các bạn cũng vẫn sử dụng được đầy đủ các chức năng Facebook, Zalo nghe gọi rồi chọi rồi các kiểu nói chung nhưng con này đẹp thế này thì không nên chọi mua về là nâng niu để mà gọi là làm hàng sưu tầm đúng hàng chuẩn chỉ luôn mới cứng này các bạn thấy đây nhìn chân sạc các bạn cứ thấy là gọi là nhìn chân sạc chân tay nghe có gọi là mới tinh đều tăm tắp đây và nước máy thì có thể nói là cam kết là hàng zin cái này là hàng tồn nói chung là chỉ còn số việt nam có hàng này thôi vừa rồi là về trả được bao nhiêu cái máy à, mình bán loáng cái trong hai ngày đấy bây giờ còn 6 cái màu hồng thì giá là hai triệu tám một cái nhá giá máy trần không tặng kèm phụ kiện thì các bạn xem kênh mình lâu cũng biết mà bên mình một phong cách bán rất là hiện đại 4.0 khách mua gì tính tiền đó đúng không chứ không chơi combo thực ra thì không ai cho tặng ai cái gì đâu không chơi combo các bạn nhé này và đây là chuẩn chỉ cam kết là hàng quốc tế màn hình 4.7 in nha 6s thì là 4.7 in và cái này thì mình review khá là nhiều rồi cho nên là cái, bây giờ mình chỉ cập nhật là báo thông báo cho bạn rằng là chỉ còn một ít màu hồng này thôi đấy ai kết thì chốt luôn Tư tầm này không mua là hết rồi. Rồi tiếp theo thì có là cái màu à có 32 ghi Vừa rồi là 128 thì lưu ý là chỉ còn màu hồng nhá. Còn 32 ghi của chúng ta thì còn đủ màu. Còn đủ màu. Và thực tế thì cũng chỉ còn một cái màu gold thôi. Còn một cái màu gold thôi, cũng là mới cùng cái đợt đó thì nó có hai hai cái loại bộ nhớ tức là một cái là 128 g còn cái này là 32 g này, 32 g này. Còn duy nhất một cái màu gold. Và còn màu xám, xám đen, màu gray đấy, màu xám đen. Màu silver và màu hồng luôn. Thì là 32 g này thì nó rẻ hơn được 200 000 đó là 2 triệu. 6. 2 triệu 600 000 các bạn nhé Tuy nhiên thì màu gold các bạn cũng biết là là một cái mã hàng bán chạy nhất nên mình bán 2 triệu. 8. 32GB, 28 Nói chung là 32GB thì cũng là cái sản phẩm mà đủ dùng Đủ dùng Bộ nhớ là cũng đầy đủ tài Các ứng dụng thông thường là ok rồi, phổ thông rồi Và hàng mới Chất như thế này các bạn thấy này 2 triệu 6, 2 triệu 8 nhé 6S 32GB Và 32GB thì còn là 2, 4, 6, 7 10 máy các bạn ơi 10 máy các bạn ạ 9 máy Rồi con này 128GB 9 máy 32 GB và 7 máy 128 GB màu hồng nhá. Ok. Ai kết thì chúng ta chuyển luôn chứ không có lại hết. Bởi vì từ giáng cuối năm thể nào cũng Tết, hàng có thể về được thêm một hai lượt nữa là Tết rồi, chẳng còn hàng. Rồi, tiếp theo thì có iPhone 8. Có một con màu trắng hàng đẹp, 64 GB. Pin 90 91 gì đấy không nhớ. 90 91 gì thì cũng được cứ gọi là pin 90 đi đấy 64 gb giá 3 triệu 7 nhá chuẩn quốc tế hà máy màu trắng màu bạc trắng màu silver cam kết máy chuẩn quốc tế thì iPhone 8 nhỏ này màn hình 4,7 in đẹp chuẩn chỉ ok ngon lành cành đảo giá 3 triệu 7 nhé bạn 64 gb pin 9x tức là bị 90 trở lên tiếp theo thì có một con hàng hơi xấu xấu trong đợt hàng thì nó lẫn đầu một con xấu không biết đợt này hay đợt trước gì đấy và chảy luôn cả một vết ở nút đây này đấy, máy cũng gì nguyên chất chuẩn ok 64g 64g màu đen mã mỹ ok thì con màu đen này do nó xấu xấu này các bạn thấy này chạy này chạy chỗ nút bấm nguồn này và lưng sau nhăm do dùng ốp này bán rẻ cho bạn giá 3 triệu 2 thôi nhá 3 triệu 2 còn nói thật là có mỗi cái thôi bán thì cho nó hết đi chứ lời lãi gì nữa tiếp theo thì có sản phẩm 8 lớp đi 8 lớp nguyên zin nhưng mà pin hư à, tại vì mình chưa thay pin bởi vì có nhiều bạn là không không muốn thay pin thì mua về xài cho nó hỏng hẳn đi thì thay mới là gọi là bảo trì thôi rồi vẫn, vẫn vẫn còn lên nguồn xài được bình thường nên là nhiều bạn chưa thích thay nên mình cứ báo giá pin bảo trì này luôn là iPhone 8 Plus phiên bản 256 g hàng cũng tương đối đẹp nha đẹp zin 99 phần đẹp zin 99 có nghĩa là để như này là zin nguyên bản luôn đấy mua về các bạn tự em yêu khoa học tự thay cũng được là giá là màu đen màu trắng là 5, ,5 triệu rưỡi và màu vàng là 5 ,6 triệu 6 còn bạn nào cứ thay pin vào thì cộng như mình là 300 thì à, sản phẩm 8 Plus này các bạn biết là màn hình 5,5 inch máy à, đời này thì nó còn vân tay các thứ các kiểu nhá vân tay vân chân là đầy đủ các thứ các kiểu ngon lành 5,5 inch chuẩn chỉ ngon lành thành đào và và và, và... giá bán của nó là 5 triệu rưỡi 5 triệu 6 đấy các bạn ạ pin bảo trì nhé ai thay pin cộng 300 lưu ý là 256 ghi cam kết zin bảo hành 6 tháng các bạn yên tâm nhé lỗi thì mình đổi thôi nhưng mà tỷ lệ lỗi thì hầu như là thấp dòng này thì đương nhiên là phải có lỗi mới sinh ra bảo hành nhưng mà cái tỷ lệ lỗi của nó thì nó không đáng kể nên các bạn cứ yên tâm đừng lo lắng cái chuyện mua online sợ lỗi khó đổi online lỗi thì gửi về thôi gửi về đổi thôi có gì đâu rồi tiếp theo là 10, 11 Pro Max 256 g ba màu máy đẹp zin các bạn nhé máy đẹp zin máy đẹp zin 99 11 Pro Max thì các bạn biết là pin châu nên là khỏi phải nghĩ pin con này xài sướng lắm cấu hình thì khỏe rồi ba camera thì cũng cực chất màn hình thì lại to 6,5 in và đây là của mình là những con máy zin chất chuẩn ok ngon lành có ba màu cho bạn lựa chọn thì mình sẽ có giá bán là màu uh, xanh rêu màu đen là 12 triệu 800 và màu Gold là 13 triệu 100 một máy thì uh, đây là cái phiên bản bộ nhớ rất là nhiều các bạn nhé 256 ghi luôn 11 Pro Max 256 ghi ai đăng kết thì chúng ta mua cuối năm hàng hóa càng lúc càng khan hiếm càng lúc càng hết các bạn thấy dạo này cái mức độ mật độ mà về hàng của mình nó thưa nó ít hơn mọi khi rồi rồi tiếp theo là 11 Pro. Đây là mình còn một con 11 Pro cái bản đặc biệt nhá. Nó đã bộ nhớ nhiều 256 GB thì nó lại lại, lại còn là à uh, hai sim vật lý nữa, nói chung là cái phiên bản không phải lúc nào kiếm cũng có. Đấy. 11 Pro này thì nó là màn hình nhỏ thôi, nó 5.8 in. Nhưng mà cấu hình thì nó khá là cao, nó cao bằng 11 Pro Max nhá. Cao bằng 11 Pro Max chỉ cái là màn hình nó 5.8 in thôi máy hai sim vật lý các bạn ạ hai sim vật lý các bạn ạ ba camera xanh rêu và một máy duy nhất thôi nhá hai sim vật lý lưu ý là bộ nhớ 256 trăm năm nha rất đáng mua giá bán là 11 một triệu hai trăm triệu hai trăm mình chỉ còn một máy nha hàng đẹp zin khoảng 99% Tiếp theo là lại là 11 Pro Max lại là bản màn hình to nhưng mà đây thì cũng là bản à, 64 g một sim đấy bình thường Tuy nhiên thì tất cả những cái đời cao về sau này thì dùng được hai sim hết nhưng mà bằng cách là uh, một phải xài một cái e sim nó và một cái sim vật lý Tuy nhiên thì uh, đối với những người người ta vẫn thích cái, cái dòng hai sim là vật lý để tiện còn về cơ bản thì hầu như những người biết thì dùng e sim cũng không sao chỉ việc là đi ra đổi cái sim của mình thành cái mã cái qr để quét vào máy là xong thôi mà thao tác một lần là dùng hoài thôi đâu có gì đâu nó cũng cực kỳ là đơn giản và 11 pro max này là phiên bản 64 g ba camera màn hình to 6,5 in pin châu cấu hình khỏe Ở đây thì sẽ có máy màu xanh rêu màu xanh rêu giá bán là 11 triệu 300 giá bán là 11 triệu 300 màu trắng cũng thế máy zin chuẩn 99% ngon lành màn hình 6,5 in 3 camera sau pin châu cấu hình khỏe máy chất cam kết hàng chuẩn quốc tế lưu ý là bên mình bán giá là báo giá máy trần không tặng kèm sạc và phụ kiện các bạn nhé ai muốn mua cường lực dán dán cường lực và ốp cũng như là bộ sạc thì chúng ta chỉ việc cộng thêm tiền khi mua máy thôi à, số miền nam có bán nhưng mà mình báo giá thì báo giá mấy trần không tặng kèm cái gì hết á rồi và cái sản phẩm này sẽ có giá bán là 11 triệu 500 đối với màu trắng sản phẩm 11 Pro Max các bạn nhé màn hình to 6,5 in và 11 Pro Max màu đen thì cũng thế giá của nó là 11 triệu 500 cam kết hàng zin máy trần không phụ kiện và bảo hành cho các bạn một đổi một trong vòng 6 tháng nếu có lỗi rồi đây và cũng có duy nhất một con màu gold màu gold thì luôn luôn đắt hơn 300 giá của nó là 11 triệu 800 11 Pro Max phiên bản 64GB các bạn nhé tiếp theo là XS Max thì mình còn được một con màu đen 256GB các bạn ơi một con màu đen 256GB XS Max này thì nó khác với lại 11 Pro Max ở cái chỗ là nó có hai cam thôi và màn hình của nó thì cũng như là 11 Pro Max luôn to 6.5 in pin châu máy thì nguyên zin chuẩn chỉ phiên bản 256GB và đây là máy màu đen có giá bán cho các bạn là 9 triệu chẵn các bạn nhé máy trần không phụ kiện 9 triệu chẵn tiếp theo thì cũng còn một con 12 Pro Max 256 g nói chung máy khá đẹp chuẩn zin 12 Pro Max thì màn hình to 6,7 in ba camera sau máy thì cực kỳ chất con này phiên bản bộ nhớ nhiều tới 256 g thì nói thật là thoải mái và giá bán của nó ngày hôm nay là 17 triệu 500 nghìn Máy Trần không tặng kèm phụ kiện nha, bảo hành 1 đổi 1 trong vòng 6 tháng, cam kết là hàng chuẩn zin quốc tế. Bảo hành lỗi là đổi chứ không sửa chữa Nên các bạn cứ yên tâm. Tiếp theo thì còn được hai con 12 Pro. Một con màu xanh, hàng tuyển luôn. 12 Pro 128 g Con này thì cấu hình khỏe như là 12 Pro Max nhưng mà ngoại hình và hiển thị màn hình thì nhỏ, nó chỉ có 6.1 inch. Và đây là 12 Pro màu xanh, máy chất 128 g và giá bán cho các bạn là 13 triệu 500 13 triệu 500 các bạn nhé xong hết rồi còn màu xanh một máy và màu gold một máy thôi rồi ok màu gold cũng vậy đẹp tuyển 13 triệu 500 bên mình thì chỉ bán máy chất các bạn cứ yên tâm và bán theo công nghệ 4.0 thì các bạn biết là phải uy tín cỡ nào mới tự tin dám bán theo công nghệ 4.0 tất cả nhiều những cái shop người ta bán á, khách hàng mà đòi chụp ảnh chụp hình là người ta chụp ngay chụp âm âm nhưng mà bên mình bận lắm mình bán 4.0 mình bán số lượng bán khá lớn và giá thành của bên mình là thấp để mà chất lượng sản phẩm được à, nâng cao thì chỉ có cách bán 4.0 để giảm thiểu chi phí đi thì chúng ta mới đẩy cao được cái chất lượng của sản phẩm của bạn nhé còn dòng cũ thì các bạn đừng so sánh đừng so sánh giá cũ nhiều cũ ít tùy theo chất lượng dùng nhiều dùng ít nên là và quan trọng chế độ bảo hành cũng như là uy tín của shop nữa nên là đừng so sánh các bạn nhé so sánh thì phải nhiều khía cạnh rồi, 12 Pro Màu Gold, chuẩn chỉ, giá 13 ,5 triệu 5 Tiếp theo thì có cái 12 thường 12 thường thì màn hình cũng 6,1 in thôi Thì nó khác 12 Pro ở chỗ nào Nó là chỉ có hai cam sau, các bạn thấy có hai cam sau Nó 6,1 in Và 12 thường này thì mình có được 4 máy 4 màu, khá chất Máy đẹp, zin 99% các bạn nhé Giá thì mình thấy khá là êm Để bạn mua sử dụng trong dịp Tết rồi đấy Có 9 triệu rưỡi một máy thôi 9 triệu rưỡi một máy nhá, có màu xanh, màu trắng, màu đen và màu uh, xanh ngọc, xanh đậm, xanh ngọc, đen, trắng. Giá đều là 9 triệu rưỡi một máy nha các bạn, 9 triệu 500 000 một máy. Cam kết máy zin, phiên bản 64GB và bảo hành cho bạn một đổi một trong vòng 6 tháng. Cam kết là hàng chuẩn quốc tế. Rồi, vừa rồi thì mình đã cập nhật uh, khá là nhiều cái sản phẩm iPhone như thế. Bạn nào mà kết cái sản phẩm nào có thể đến trực tiếp shop mình. Mình không chỉ bán online mà mình có cả shop bán trực tiếp tại uh, Tân Phú Đồng Nai. Tuy nhiên thì mình chỉ có một địa điểm ở Tân Phú Đồng Nai Nó nằm ngay sát cổng chợ Ngọc Lâm, xã Phú Xuân, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai Thì chỉ phục vụ cho những người ở gần được thôi Còn những người ở xa thì chọn hình thức mua bán online Nếu bạn vui lòng review, xem review kỹ các video clip trên kênh Di động Nhật Nam Hơn 1.800 video, các bạn thấy là một số lượng video khủng Và đã hoạt động tích cực trong khoảng từ 20, uh, cuối 2018 đến nay Và shop là uy tín, cũng thuộc uh, hàng nhất nhì Việt Nam chứ không phải là một shop không có tên tuổi các bạn cứ yên trí nhá cứ yên trí mua bạn nào không tin mới xem lần đầu có thể vào cái google tìm kiếm hoặc là cái app google Map á trên cái ô tìm kiếm các bạn chỉ cần đánh cái số hotline của mình vào thôi 0979 78 2366. và nhấn tìm thì các bạn sẽ tìm thấy tất tần tật thông tin của di động Nhật nam để đảm bảo rằng có uy tín chất lượng hay không trước khi bạn mua hàng các bạn nhé cảm ơn các bạn và số hotline của mình là 0979 78 sáu và 0367 709 123. Các bạn có thể liên hệ đến hai số đó để đặt cọc mua hàng các bạn nhé. Tuy nhiên, mình bán theo công nghệ 4.0, một lần nữa mình phải nhắc rằng là mình chỉ review xong là ai chọn cái sản phẩm nào là gọi điện đến được là đặt cọc mua hàng thôi chứ mình không chụp ảnh qua Zalo. Rất mong các bạn thông cảm. Cảm ơn các bạn vì các bạn luôn yêu mến mình bằng cách là nhấn like, chia sẻ video và đăng ký kênh. Nhấn chuông bật thông báo để khi có video mới nhất là các bạn xem được nhé Mọi người nhấn like để ủng hộ mình có động lực và nhớ để lại bình luận nhá. Nhớ để lại bình luận phía dưới nữa để chúng ta tham khảo và tranh luận. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chúc các bạn thật nhiều niềm vui, sức khỏe và luôn thành công trong cuộc sống. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.